Chào các bạn đã quay trở lại với channel Win Computer nha. Thì thường ấy, thì con mình nó hay mượn điện thoại của mình để nó bấm các bạn nó chơi game. Thì các bạn đã biết rồi, mấy đứa trẻ bây giờ nó thích bấm điện thoại lắm các bạn. Nhưng mà mình không thể nào quản lý nó là nó sử dụng những cái ứng dụng gì trên điện thoại đó, tại vì điện thoại thường cài rất là nhiều ứng dụng các bạn. Thì ở đây mình tạo cho nó một cái không gian trẻ em như thế này, các bạn nhìn thấy trên điện thoại nè, chỉ có hai ứng dụng thôi. Một là YouTube Kids nè, hai là Zalo thôi để mình gọi cho nó thôi Đó. thì nó chỉ sử dụng nó mở được hai cái ứng dụng này thôi các bạn Đó. mở zalo rồi mở youtube Kids thôi Đó. còn ngoài ra thì nó không có sử dụng được ứng dụng khác nha các bạn Đó. bây giờ nó muốn thoát ra ha nó muốn thoát ra thì nó thoát không được Đó. điện thoại là hỏi mật khẩu thì nó biết mật khẩu nó mới thoát ra khỏi chế độ này các bạn còn nó không biết mật khẩu thì nó chỉ có cách là quay lại thôi Đó. tiếp tục nó sử dụng những cái ứng dụng mà mình cho phép còn ứng dụng nào mình không cho phép thì nó không có xuất hiện ở đây nha các bạn Đó rồi mình có thể là thiết lập mình cho phép nó sử dụng những cái ứng dụng nào thì mình sẽ thêm những ứng dụng đó vào đây để cho những đứa trẻ nó sử dụng nó tốt hơn các bạn cái cách này thì mình quản lý được rồi, những đứa trẻ nó, nó không có sử dụng lung tung rồi ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình tạo một cái không gian trẻ em như thế này để mình cho nó sử dụng ha các bạn để tạo cái không gian trẻ em thì các bạn vào phần cài đặt nè rồi, các bạn kéo xuống nha, kéo xuống, các bạn uh, tìm đến cái mục bảo mật các bạn, đây, mục bảo mật ở đây các bạn, nhấn vào bảo mật, rồi, các bạn kéo xuống dưới, các bạn uh, chọn vào cái mục là không gian trẻ em, rồi, các bạn, có một không gian trẻ em đây, các bạn chọn qua đây, Đấy. rồi, các bạn nhìn ở bên trên đây là có một là các ứng dụng được phép truy cập, đây là những ứng dụng mà mình cho phép nó nó xem đó các bạn à, cho phép các em nó xem đó. ở trong đây một cái danh sách ứng dụng nè mình cho nó xem những ứng dụng nào thì mình sẽ bật những ứng dụng đó lên nha à, ví dụ như à, nãy là Zalo nè bật rồi các bạn YouTube kit nè bây giờ mình cho nó thêm một ứng dụng Zoom nữa để cho nó học các bạn bây giờ nó học online ấy, ứng dụng Zoom nè đó. Rồi. rồi như vậy là được ba ứng dụng rồi thì các bạn muốn cho nó sử dụng thêm ứng dụng nào nữa thì các bạn cứ check và mở lên nha rồi các bạn thoát ra rồi. Rồi, thoát ra tới đây rồi các bạn thấy cái mục ở bên dưới nè là vào không gian trẻ em trước khi mình đưa cái điện thoại cho nó mượn á nó bấm á các bạn thì mình nhấn vào vào không gian trẻ em nè đó thì khi, khi này không gian trẻ em đã có ba ứng dụng mà tôi mới vừa thêm cái ứng dụng zoom vào đây nè để cho các em nó học online nha Rồi thì mình cấp phép cho nó sử dụng ba ứng dụng thôi thì nó chỉ được quyền sử dụng ba ứng dụng này thôi các bạn. Đó, mình quản lý nó như thế thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Rồi. Rồi, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để mình tạo ra một cái không gian dành cho trẻ em để mình quản lý được các em nó tốt hơn. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công nha. các bạn thấy hay nhớ like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.